Kính chào quý vị khán giả của VenTV 55.2. Cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Quốc An Show. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay chúng tôi sẽ nói về bệnh ung thư nhũ vú. Kính thưa quý vị, và bên hông của tôi, bên trái của tôi có một nhân tài chắc quý vị đúng ra biết, sẽ là nhân viên nghiên cứu cộng đồng, sẽ nói thêm về ung thư vú này. Chào cô Thiên An. Dạ, chào anh Quốc Anh. Kính chào quý vị khán thính giả. Và bên trái của Thiên An là cô Amy Võ. Cô Amy Võ là làm cho hội BBSOS và cô ta sẽ nói thêm về ung thư vú. Chào cô Amy. Amy xin kính chào quý khán giả. Và trước khi vô chương trình như thường lệ thì Quốc Anh là làm cho sở cứu hỏa, cho nên Quốc Anh phải nói một tin an toàn cho sở cứu hỏa. Thì kính thưa quý vị, cái tin nhắn tin hôm nay thì chúng tôi muốn nói về CPR. Tại chúng tôi hôm nay nói về sức khỏe thì chúng tôi cũng nói về CPR, tất nhiên hô hấp nhân tạo. Hô hấp nhân tạo rất là quan trọng. Kính thưa quý vị, khi mà có người chúng ta bị tắt thở thì chúng ta có thể giúp họ. Chẳng hạn như vừa rồi chúng tôi có một em bé bị chết đuối, nhưng mà hên có một người đã cứu em ta bằng cách vớt em ta lên và hô hấp nhân tạo ngay lập tức. Thì khi mà sở cứu hỏa chúng tôi tới thì cứu được họ và em ta không bị bị brain damage, tức là không óc không có bị sao. Kính thưa quý vị, vậy xin quý vị, nếu mà nhà mình không có CPR, nhà mình chưa có ai biết về hô hấp nhân tạo, thì xin liên lạc với Quốc Anh và ghi danh để học CPR hay là hô hấp nhân tạo. Và những người lớn cũng vậy, nếu mà gia đình mà có người lớn tuổi cũng cần có người biết CPR, tại vì CPR rất là quan trọng. Kính thưa quý vị, và trở lại chương trình về ung thư vú. Thì trước khi vô chương trình thì Quốc Anh cũng nói về những cái sự kiện đã xảy ra trong cộng đồng trong tuần vừa qua. Như quý vị đã biết là trong tuần vừa qua chúng ta có Trung Thu, chợ Tết Trung Thu. Kính thưa quý vị, rất là thành công. Cộng đồng chúng ta tổ chức rất lớn tại Hồng Kông 4, thứ 6, thứ 7, Chủ nhật từ 6 giờ đến 11 giờ. Thì chúng tôi đã có rất là nhiều chương trình Trung Thu, phát lồng đèn, rước lồng đèn và bánh Trung Thu cho mấy em. Thì đặc biệt là thứ bảy ra rất nhiều người ra và chúng tôi cũng gây được một số quỹ cho cộng đồng. Tin tức tài chính thì chúng tôi sẽ báo sau, nhưng mà cảm ơn quý vị đã ủng hộ, đã tham dự thật đông đảo ở chợ Trung Thu. Và hai cái chương trình kế tiếp cho tuần này ấy, thứ nhất là cộng đồng và hội hải quân sẽ tổ chức ngày giỗ tổ Hùng Vương tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ từ 4 giờ đến 7 giờ, kính thưa quý vị, vào Chủ nhật này, ngày 27. Xin quý vị tham dự cho đông đảo. Và cũng cái tuần sau nữa, là tất nhiên là mùng 2 tháng 10, Quốc Anh làm cho sở cứu hỏa và cảnh sát, sở cứu hỏa và thành phố sẽ tổ chức ngày Public Safety and Health Expo, tất nhiên là làm an ninh cho thành phố, như quý vị đi shopping, quý vị cần phải biết làm sao, hay là an ninh trong nhà, an ninh cho cứu hỏa. Tất cả những cái đó quý vị có thể tới để tham khảo và có những rất là nhiều trò chơi cho các em và free food. Kính thưa quý vị, do Kim Sơn, nhà hàng Kim Sơn tổ chức thì có rất là nhiều vendor khác cũng có tới đó, hôm đó cũng có để làm hỗ trợ y tế. Vậy thì từ 6 giờ đến 9 giờ, ngày thứ 6, mùng 2 tháng 10, xin quý vị hãy tới Sài Gòn Plaza, Kim Sơn Plaza, kính thưa quý vị, để tham khảo về an ninh. Và cũng mùng 4 tháng 10 tại trụ sở cộng đồng, cái chương trình này rất đặc biệt quý vị, tại trụ sở cộng đồng lần đầu tiên cộng đồng chúng ta tổ chức cái ngày hội thảo cho các ứng cử viên thành phố, ứng cử viên thị trưởng thành phố. Như quý vị đã biết là mùng tháng 11 này chúng ta sẽ đi bầu cử cho nghị viên thành phố. Thì chúng tôi muốn kêu gọi những cái ứng cử viên đó tới cộng đồng chúng ta để chúng ta có thể tham khảo, hỏi họ cái priority, cái quan trọng của cái điều quan trọng gì mà họ sẽ làm cho thành phố, và chúng ta cũng nói cho họ biết một ít về cộng đồng chúng ta, để khi mà trong những năm cái người này ấy, một người thắng á, họ có thể biết là cộng đồng chúng ta là ai mà muốn gì. Phải xin quý vị tới trụ sở cộng đồng chúng ta thật là đông đảo vào ngày 4 tháng 10 từ 1 giờ rưỡi cho đến 4 giờ, kính thưa quý vị, để chúng ta có thể tham khảo, hỏi những người ứng cử viên thị trường thành phố này, để chúng ta
có thể tỏ ra cái sức mạnh của cộng đồng chúng ta. Và Quốc Anh biết là hội BBSOS cũng tham dự vào có hai cái event, hai chương trình trong năm tháng 10 này. Xin Amy cho quý vị các khán giả biết. Là một lần nữa, hội BBSOS sẽ hợp tác với hội VAMA and VANA sẽ có hội chợ y tế thường niên lần thứ 8 vào Chủ nhật ngày 11 tháng 10, 2015 từ 9 giờ sáng cho tới 1 giờ trưa, chiều ở Memorial Hermann Southwest, địa chỉ là 77377 Southwest Freeway, Houston, Texas 77073. Chương trình có những phục vụ sức khỏe gồm như là đo huyết áp, kiểm tra bệnh viêm gan B, khám răng và mắt, đo độ mật xương và loãng xương, khám ngực và ghi danh, chụp nhũ ảnh, kiểm tra sức khỏe và chích ngừa cúm và tham vấn khám sức khỏe cho các chuyên gia người Việt. Cái chương trình này, kính thưa quý vị, thì được tổ chức bởi cái hội y tá và hội bác sĩ. Hai cái hội này rất là lớn, từ xưa nay đã giúp cộng đồng rất là nhiều. Mỗi lần họ tổ chức ở Memorial Hermann, nhà thương đó, rất là đông người tới. Vậy xin quý vị nếu mà tới để tham dự, tại vì mấy em không những là học sinh mà là young professional, tất nhiên là người mà đã ra trường, đã là phục vụ, đã làm việc cũng lâu dài, cũng tiếng tăm trong những nhà thương, chỗ làm của người ta tới, mấy anh em tới phục vụ quý vị. Xin quý vị tới cũng tham dự cho đông đảo. Và next event, Next event là sẽ ngày 18 tháng 10, 2015 từ 3 giờ đến 4 giờ chiều tại BBSOS sẽ có nhóm tương trợ phụ nữ. Cái ngày đó thì mình tới chung vui với là chia sẻ về vấn đề sức khỏe cho phụ nữ. Xin mời các cô, các chị tới. Kính thưa quý vị, thì ở bên này thì phụ nữ cũng cần rất là nhiều sự support, ủng hộ của mọi người, cũng như là cái chương trình này cũng thể các chị, các bác có thể, các cô có thể giúp đỡ đến nhau. Và BBSOS đã từng giúp rất là nhiều người, và một cái chương trình này Quốc Anh cũng thấy là rất là cần thiết cho những người Việt, những cô, những chị, cộng đồng chúng ta. Vậy tại vì chúng ta từ xưa đến nay, những người ở Việt Nam, mình kiểu như sống như kiểu Việt Nam thì không hợp được như bên này mấy. Tại bên này thì kính thưa quý vị, đàn bà đàn ông cũng y của cũng bình đẳng thì kính thưa quý vị, nếu mà quý vị mấy cô mấy chị cần thắc mắc gì, hãy tới tham khảo cùng hội BBSOS để biết cái quyền lợi của mình, làm sao mà bảo vệ chính bản thân của mình và giúp đỡ lẫn nhau. Vậy thì kính thưa quý vị, bây giờ chúng tôi vô cái chương trình chính, là cái chương trình nghiên cứu ung thư nhũ do trường đại học UCLA, là một trường học rất là nổi tiếng ở California, kính thưa quý vị. Và Thina, xin Thina cho biết thêm về cái chương trình đó. Dạ, kính thưa quý vị, một lần nữa Thiên An lên muốn kêu gọi và mời các chị em phụ nữ, những người mà đã mắc bệnh ung thư nhũ và đã được may mắn trải qua, thì xin hãy giúp cho Thiên An trong cái việc nghiên cứu này. Tại vì cái bệnh ung thư nhũ đó là cái bệnh mà hàng đầu để giết chết những cái chị em phụ nữ mình mà chúng ta không có biết nhiều về nó. Thì trường đại học UCLA đã có cái việc nghiên cứu này để mà tìm hiểu thêm, để biết những cái trải nghiệm của những người bị mắc bệnh và làm sao để trải qua được. Cái cuộc nghiên cứu này nó rất là đơn giản thôi, thì Thiên An sẽ liên lạc với quý vị. Nếu quý vị cho cái thông tin, cái số điện thoại để gọi cho Thiên An thì vui lòng gọi Thiên An ở số điện thoại là 774-641-0138. Đó là điện thoại cầm tay, quý vị có thể gọi Thiên An bất cứ lúc nào. Và sau đó Thiên An sẽ hỏi quý vị một số câu hỏi. Thì cái cuộc phỏng vấn nó có thể kéo dài từ 1 tiếng tới 1 tiếng rưỡi, tùy theo cái sự trải nghiệm của mình. Thì Thiên An sẽ có khoảng chừng 13 câu hỏi để hỏi cho quý vị. Thì những cái câu hỏi Thiên An hỏi đó, nó sẽ như là quý vị đã phát hiện cái bệnh ung thư nhũ của mình như thế nào, quý vị đã làm cách nào để mà trải qua được và làm sao để mà thoát khỏi được cái cơn bệnh này, và đồng thời những cái người như là bạn bè thân nhân của mình đã giúp mình trải qua nó như thế nào, có những cái thử thách làm sao đó. Thì đó là những cái câu hỏi để mình hỏi trong cái cuộc phỏng vấn thôi, nó rất đơn giản và không có gì khó khăn. Và tất cả những thông tin hay là tài liệu mà quý vị cho Thiên An biết đó, như là tên tuổi hoặc là kể cho Thiên An nghe về cái sự trải nghiệm của mình, đều sẽ được giữ bí mật hết, cho nên quý vị không cần phải lo ngại.
thì mấy lần rồi Thiên An có lên để mà kêu gọi thì đã được một số quý vị đã đáp ứng, thì Thiên An cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà cái cuộc nghiên cứu này vẫn còn thiếu khoảng chừng 7 tới 10 người. Và cái số mà thiếu nhiều nhất là hai cái bản mà giống như là survey cái câu hỏi đó mà mình hỏi đó, thì thiếu được tới 50 người lận. Cho nên nếu mà được thì quý vị có thể giúp cho Thiên An, Thiên An sẽ gửi hai cái bản khảo câu hỏi đó về, thì quý vị có thể điền và gửi trả lại. Và để cảm ơn cho cái thời gian của quý vị giúp đỡ thì trường đại học có một món quà giống như trị giá khoảng chừng từ 50 tới 90 để mà gửi cảm ơn cho quý vị cho cái thời gian đã giúp chúng tôi trong việc nghiên cứu này. Vậy thì cái gọi là cái survey đấy, mấy cái qua câu hỏi đó tốn chừng bao nhiêu thời gian? Nó mất khoảng chừng 30 phút thôi, thì nó hỏi rất đơn giản như là cái sức khỏe, tình trạng của quý vị bây giờ nó ra sao, có thấy khỏe hơn, có những gì nó ảnh hưởng trong cuộc sống của mình, có những trắc trở gì mà sau khi mình bị mắc bệnh thì nó làm thành một cái nguy cơ làm cho mình khó khăn hơn trong đời sống. Thì nó hỏi về cái tình trạng sức khỏe thôi, cho nên nó giống như là nó một cái câu hỏi thì nó có những cái option để cho mình chọn, mình đánh dấu 1, 2, 3 chị. Thì mấy cái survey rất là đơn giản, rất là gọi là standard, kính thưa quý vị. Thì quý vị chỉ đọc rồi quý vị chỉ một là check hay là circle thôi, thì có 30 phút thôi, nhưng mà rất là quan trọng là quý vị sẽ cho cái đại trường đại học UCLA này biết cái information của quý vị, mà họ sẽ cần 50 người, càng nhiều càng tốt, nhưng mà ít nhất là 50 người với đủ số để chúng tôi có thể gửi cho họ và họ sẽ nghiên cứu, đặc biệt là những người Việt Nam của chúng ta ung thư vú như bị làm sao, ngăn ngừa làm sao, hay là làm sao mà để cho sức khỏe của quý vị được bình phục. Thì chỉ có 30 phút thôi, nhưng mà quý vị có thể có cái quà tặng đến 50 đồng cho đến 90 đồng, kính thưa quý vị. Thì cái đấy cũng là 30 phút đấy cũng là rất là đáng giá. Thì xin quý vị, nếu mà quý vị muốn giúp Thiên An, giúp Đại học UCLA và giúp những người phụ nữ trong tương lai sẽ bị ung thư, phải không? Thì họ sẽ phải làm sao để bình phục lại. Thì xin quý vị hãy tới những cái event, những cái chương trình mà Quốc Anh vừa nói đó, thì có mặt Thiên An, đúng không? Thiên An sẽ ghi danh và cho quý vị làm survey. Mà cái vụ bị cái chương trình mà ung thư vú này chỉ những người mà bị ung thư vú với có quyền với được ghi danh thôi, đúng không? Dạ đúng. Cái điều kiện đó là quý vị phải từ ở độ tuổi 35 cho tới 70 đã từng được chuẩn đoán bệnh trong vòng 5 năm nay. Và những cái người là Thiên An cần kêu gọi bây giờ là những người phụ nữ Á Châu gốc người Việt của mình. Thì nếu quý vị mà họ đủ những cái điều kiện này đó, thì xin vui lòng liên lạc cho Thiên An. Thì kính thưa quý vị, như quý vị biết là ung thư vú đó, nhũ đó, thì khám phá, nếu mà mình khám phá là càng sớm thì càng tốt, kính thưa quý vị. Khi mà mình khám phá là mình bị rồi thì đi bác sĩ rồi sẽ check vô mấy cái nhà thương ung thư, người ta sẽ chữa và bình sẽ được lành lại rất nhanh. Vậy thì Amy cho quý vị biết là một tí information về ung thư vú, biết check làm sao hay là đi đâu để check. Amy làm phụ trách cái chương trình về khám chụp hình mammogram tuyến vú. Thì ở tại BBSOS hàng tháng mình có chụp hình quang tuyến vú, với lại mình có y tá và bác sĩ khám ngực miễn phí cho tất cả mọi người. Thì họ khuyến khích là người phụ nữ nên tự khám ngực cho mình mỗi ngày để cho mình biết nó có cái sự khác biệt nào không. Và hàng năm phụ nữ thì trên 35, từ 35 tới trở lên thì nên chụp hình quang tuyến vú hàng năm. Thì nếu mà quý vị nào có muốn biết thêm chi tiết thì xin gọi liên lạc với Amy, số phone là 281-530-6888 ở văn phòng BBSOS. Nếu mà người nào mà muốn tìm hiểu biết cách khám làm sao đấy, có bác sĩ này, có ai ở đây hướng dẫn cho người ta tự khám không? Có Amy hướng dẫn, nhưng mà hàng tháng thì có bác sĩ hoặc y tá họ tới, họ sẽ khám giùm cho những người phụ nữ đó đến, ghi danh đến để khám hàng tháng miễn phí. Vâng, nếu quý vị tự khám được thì tốt, còn không thì tới hội BBSOS có bác sĩ, có y tá sẽ khám cho quý vị, nhưng mà thì lúc đấy quý vị có thể hỏi họ tự khám làm sao. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta đi tắm hay là gì đi khám
tự khám thì tốt hơn. Tại vì khi mà quý vị có cái gì trục trặc, có cái gì mà có cái một cái lâm á, cái gì mà bất thường, cái cục gì mà trong vú thì quý vị sẽ nghi và sẽ tới văn phòng BBSOS để được bác sĩ coi. Và nếu mà quý vị bị ung thư rồi thì hãy liên lạc với Thiên An để Thiên An có thể giúp quý vị vô cái research này để họ có thể giúp quý vị và cũng họ có thể giúp những người trong tương lai của chúng ta. Và thời gian thì đã hết, thì kính thưa quý vị, một lần nữa Quốc Anh xin nhắc lại những cái chương trình sẽ xảy tới trong tuần tới. Thứ nhất á, là thứ Chủ nhật này, Hội Hải quân và cộng đồng chúng ta sẽ tổ chức ngày giỗ tổ Hùng Vương tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ từ 4 giờ đến 7 giờ ngày Chủ nhật, kính thưa quý vị. Và tuần sau nữa là ngày mùng 2 tháng 10, Sở Cứu Hỏa, Sở Cảnh sát, thành phố và tất cả những người healthcare khác sẽ tới Kim Sơn Plaza từ lúc 6 giờ đến 9 giờ có một chương trình là an ninh tất cả, an ninh cứu hỏa, an ninh thành phố, an ninh nhà cửa. Xin quý vị tới tham khảo, lúc đấy cũng có đồ ăn miễn phí, cũng có healthcare đầy đủ. Và thứ mùng 4 tháng 10, đó là quan trọng, kính thưa quý vị, là tại trụ sở cộng đồng có một hội thảo cho tất cả những ứng cử viên của thị trưởng thành phố. Tại trụ sở cộng đồng từ 1:30 đến 4 giờ sẽ có 5 đến 6 top candidate, tất nhiên là 5-6 người mà chúng ta nghĩ là sẽ được ứng cử là thị trưởng đó, thì người ta sẽ tới trụ sở cộng đồng, quý vị có thể hỏi tham khảo hỏi họ. Quý vị tới càng đông thì người để tỏ ra cái sức mạnh của cộng đồng chúng ta. Và một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi những cái chương trình chúng tôi đã nói, và bây giờ thì xin cô Thiên An xin chào kính thưa quý vị. Dạ, Thiên An xin kính chào quý vị khán giả. Và Amy. Amy xin kính chào quý vị khán giả. Và cảm ơn Amy, cảm ơn Thiên An, những người trẻ đang giúp đỡ cộng đồng, đã giúp cho chúng ta rất là nhiều. Và lần này là về cái ung thư nhũ. Xin quý vị hãy tham dự các chương trình của các em. Và một lần nữa cảm ơn quý vị đã coi chương trình Quốc Anh Show, và hẹn lại quý vị trong chương trình tới.